Ý xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến tiếp tục làm khởi công thêm một căn nhà nữa. Căn nhà hôm nay mình khởi công là căn nhà của hai vợ chồng em Khang với là em Hoa. Thì bữa giờ là cũng lâu rồi cô chú anh chị. Trước đó Yến cũng có thông báo là cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ về phần điện với lại làm cây nước, thì cái đó đã hoàn thành rất là lâu. Gia đình đã có điện nước để xài trước. Bữa nay thì mình khởi công xây nhà. Thì trước tiên Yến cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình em có thể làm lại ngôi nhà mới lành lặn hơn để cho cả gia đình có thể sinh sống. Và như thường lệ thì mỗi lần khởi công thì nhận được phần quà, đó là của gia đình cô chú Hậu Tuyết ở Toronto, Canada gửi tặng cho gia đình là 1 ký thịt heo với lại 20 cái trứng vịt. Và hôm nay thì còn được cô The ở bên Canada tặng thêm một bao gạo 10 ký 120.000 nữa. Xin cảm ơn các cô chú. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào thăm nhà của em Khang, em Hoa trước, rồi chút nữa mình sẽ ra sau mình coi công trình xây nhà. Đây thì trong thời gian xây nhà thì gia đình em xây là cái nền nhà là phía sau cái chòi này, cho nên cái chòi này là vẫn giữ nguyên để cho vợ chồng em ngủ trong cái thời gian xây nhà. Nhà mình đi xuống nha cô chú anh chị. Rồi chào em. Bữa nay chế lại để làm khởi công nhà ha em ha. Đây cô chú ở bên Canada, cô chú Hậu Tuyết có cho cái này em là 1 ký thịt heo ha, thịt heo. Rồi còn cái này là 20 cái trứng vịt, 20 trứng để mình kho mình ăn cơm ha, trong mấy cái ngày xây nhà này ha. Đây của em 20 trứng với ký thịt ha. Đó. Rồi với bao gạo, nãy đem vô rồi. Đây, bao gạo này của cô The là cho gia đình mình ha. Bữa nay khởi công nhà. Con cảm ơn, nhỏ biết cảm ơn luôn, nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Ăn kia đâu rồi? Dạ ngủ ở ngoài. Ngủ ở ngoài ha. Thì bữa nay là mình khởi công xây nhà ha em ha. Bữa giờ mình đợi cũng lâu rồi ha. Dạ. Khởi công mừng không? Dạ mừng chứ. Hồi hộp. Hồi hộp ha. Dạ. Thì bữa giờ em vẫn đi làm hải sản hả? Dạ. Làm hải sản gì rồi lương giống như lúc trước không? Cũng ngày cũng dạ chồng em được 160 giờ một ngày, còn em thì lên được 180 em dạ. Ngày 180 ha, là cũng đi làm giống như lúc trước vậy đó ha. Vậy cũng mừng cho hai vợ chồng. Thôi gán làm đi, giờ nhà xây thì cũng nhanh lắm. Tầm cỡ 20 ngày trở lại là gia đình mình có nhà mới để hai vợ chồng dọn vô ở rồi ha. Trong thời gian này là mình giữ cái chòi này nguyên hả em hả? Dạ giữ nguyên vậy. Giữ nguyên cái chòi này để mình ở ha. Rồi khi xây nhà mới xong thì mình dọn ra nhà mới ở phía sau mình ở. Điện nước bữa giờ vô là em thấy em xài được không? Có trục trặc gì không? Dạ không chế, xài em lắm chế. Xài em rồi ha. Điện thì câu là từ ở ngoài lộ ngoài kia rất là xa cô chú anh chị, câu vô tới trong đây. Thì cái phần này hôm bữa cũng có công bố đó cô chú anh chị. Với lại phần cây nước, thì cũng phan ở phía sau ở cái nền nhà mà mình xây luôn, để gần cái nền nhà sử dụng nhà. Thì nay cô chú cũng giúp đỡ cho mình là có điện, có nước, có nhà rồi hai vợ chồng em ha. Con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con có điện, có nước, có nhà nữa. Không biết nói gì hơn, nó còn cảm ơn nhiều. Khang thì đang ở ngoài tiếp mấy chú làm á cô chú anh chị, tại vì có một số đồ á là đường thì vật tư á, thì ở trước nhà có cái sông là mình vận chuyển vật tư, nhưng mà có một cái số đồ thì của thợ thì cũng phụ tiếp chuyển vô, tại vì cái này thì mình không chuyển được bằng đường sông, phải đi đường bộ, thì phải chuyển đường bộ vô trong đây rất là xa. Thì em Khang cũng đang tiếp mấy anh làm á, rất là nhiều đồ nhà. Rồi bữa giờ ngủ ở đây thì có treo cái miếng cao su ha em ha, bởi nó cũng đỡ dột ha. Ở trên thì chị thấy có cái miếng cao su màu xanh lớn ở ngoài đó đúng không? Đỡ dột, mà cái chỗ ngủ thì nó tan bang hết nữa cô chú anh chị. Nhìn vậy thôi chứ lúc mà mình đứng ở ngoài mình nhìn vô cái lá nó gách bươm hết trơn này. Điện thì cô chú anh chị thấy là cũng đã câu vô hết rồi. Bây giờ thì có CB, có đồ để mà tạm thời là em xài đỡ cái này. Khi mà qua nhà mới mình sẽ câu cái hệ thống điện gọn gàng hết. Tại bên đây thì nhà cũ nhưng mà bây giờ để thì cũng xài được. Có lúc trước là có một cái bóng đèn, có chút xíu là bóng đèn này nè. Đúng không? Là xài bằng cái bình điện. Đây cái bình điện này là một đêm xài được, mở cái bóng đèn nó được mấy đêm đó là hết bình đó, phải đi sạc đó. Còn bây giờ thì có điện rồi, xài thoải mái là mở được cái bóng đèn bự luôn.
có quạt luôn, xài thêm quạt luôn, sướng hơn rồi ha. Lúc trước là không có điện, không có nước, còn khổ lắm, múc ở trong đây sâu. Cô chú anh chị nghĩ coi, ban ngày mình vậy đó chứ mà hả, không có điện mà tối một cái là tối thui, tối hù, ở trong này không có bóng đèn đường nào hết á, tối lắm, khổ lắm. Dạ, mà có điện thì rất là mừng, rất là quý. Thì cái đường điện của em á cô chú anh chị là kéo rất là xa, thì chi phí là khoảng tầm 10 triệu rưỡi. Thì là kéo từ ở tới nhà em là đây mấy cái cây trụ điện nè cô chú anh chị thấy đó, rồi mình kéo dài cái đường đây nè, cái đường mòn. Thì bây giờ cái đường này bắt đầu có người ta gãy miếng đá để chạy xe nè, chứ bình thường á cô chú anh chị, mưa như mấy bữa nay là không có đường nào mà chạy xe hết á, phải lội từ ngoài kia lội vô rất là khó. Bây giờ có người ta trải miếng đá mình chạy đỡ đỡ được chút đó. Nhà em sâu tới như vậy mà không có điện, không có nước gì hết. Đó, cái đường điện mình sẽ kéo rất là xa, từ mút chỉ ở ngoài kia mà kéo vô. Mà mỗi lần kéo thì mình phải tốn dây điện nè, tốn mấy cái trụ này nè. Đó, rồi mình cũng phải xin phép mấy cái chủ đất này. Tại đất này cũng không phải của gia đình, đất này là đất của người ta, cho nên mình phải xin phép để cắm mấy cái trụ này trên đất người ta. Nhà ở bên đây thì mình có cái sông ở trước nhà, thì mà một số vật tư mình sẽ vận chuyển bằng cái đường sông này thì được, nhưng mà một số đồ thì không, mình có nghĩa là mình sẽ hôm nay thì mình khởi công nên là mình mua trước một số đồ thôi, thì cho nên là không có chuyển được bằng cái đường sông, chỉ chuyển bằng đường bộ, thì phải giác bộ từ ngoài kia vô, tại xe máy chở không có nổi cô chú anh chị. Cái đường này thì chỉ có xe máy chạy được thôi, xe lớn không có được. Ở khúc này yến đứng á, thì tại khúc này á là hai em nó dạt ra rồi thì nó sạch sẽ, chỗ này nó sáng, chứ thật ra đi ra tới ngoài kia cái đường rất nhỏ cô chú anh chị nhìn thấy nó rất là nhỏ luôn. Chạy xe máy mà cái tay lái không cứng nhiều khi bay xuống ruộng nữa đó. Nha. Còn xây nhà thì xây ở sau. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình ra sau mình coi cái nền xây nhà, với lại mình sẽ kiểm tra cái cây nước luôn. Nha. Thì đây là cái phần nền nhà của em xây nhà nè cô chú anh chị. Thì cái phía đây là sau cái chòi của em đó. Thì nó làm cái nền nhà ở phía sau này. Thì nhà thì cũng mình xây cái kiểu mặt thụt mặt lầu, hai phòng ngủ giống như mấy nhà trước vậy, không có gì thay đổi hết. Thì hôm nay thợ chủ yếu đến là để ke nền với mình đào lỗ cột đồ các kiểu. Và bây giờ thì mới bắt đầu ke nền thôi. Nãy giờ là bị mắc mưa rồi thợ đồ không có vô được, cho nên mình nay mình khởi công bị trễ đó, cô chú anh chị. Nhà, nền nhà của mình thì cũng kéo dài ra tới phía sau này. Nhà, cái nhà vệ sinh đó là sẽ đưa ra ngoài và nằm ở bên đây. Nhà, còn cây nước của mình ở bên đây rồi nè, cô chú anh chị đã phan rồi. Giờ Yến sẽ kêu em nó mở lên để mình thử nha. Nhà. Rồi em ơi, Khang ơi vô mở nước giùm chị. Nhà. Đó, cô chú anh chị thấy nè, nước cũng rất là mạnh luôn. Nhà. Nước rất là trong, rất là sạch, rất là mạnh. Nhà. Được rồi em ơi, rồi. Cây nước rất là tốt, mở cái là lên rất là mạnh. Thì mai mốt thì mình xong mình cũng sẽ làm lại sạch sẽ rồi cho em nó sử dụng. Bây giờ thì trước mắt thì cũng đã gọn gàng rồi. Cái nền này em cũng ở nhà cũng chuẩn bị dọn cỏ rồi sạch sẽ để mình xây. Thì hôm nay là có nền sẵn, chỉ lại là ke nền rồi để mình khởi công thôi. Và thì nhà này thì cũng xây như kiểu cũ, mặt thụt mặt lòi, thì cho nên là ý nghĩ là cũng tầm khoảng tầm 20 ngày trở lại thì mình sẽ có nhà mới để gia đình có thể dọn vô ở. Và lại tới lúc bàn giao thì cũng sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Đây nhà của mình thì tới khúc này nè, thợ đang ke là cái khúc này mẹ đào mấy cái lỗ cột đó. Phía sau thì nó có một cái mương, ở bên đây cũng có cái mương. Mà cái Yến có hỏi thì xung quanh đất đây thì cũng không phải của gia đình, là đất của người ta, thì nhà em thì chỉ được có cái nền này thôi, mà cái nền này thì cũng nằm sâu ở trong quê nữa, không có được ở ngoài mặt tiền nhà, cho nên là đi vô đây lúc mà mình kéo đường điện vô cũng khó. Rồi vật tư thì hên là có đường sông để vô, chứ không thôi là hả cũng trục chặt xây nhà và sẽ mất thời gian cái đường mà vận chuyển nhà. Nền này thì mình còn đổ lên nữa, cao nữa, chứ không có phải tới đây thôi. Đó, cô chú anh chị dòm sao nhà mình dòm lên nè, cái nhà mấy đứa ở nè, nó te thua hết trơn, lá rồi gách mà nó mục hết trơn rồi. Hôm trước cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho một số tiền á, thì hai vợ chồng em mua cái miếng cao su lớn đó là che chắn lại đó để ngủ đỡ đó, chứ không thôi là hai dột chịu không nổi luôn nhà.
Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến đã hoàn thành làm khởi công thêm nhà của vợ chồng em Khang với lại em Hoa. Được xây nhà mới thì gia đình rất là mừng, rất là cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình. Nhà ở sâu tận ở trong vùng sâu vùng xa trong quê, không có điện, không có nước, nay thì được cô chú giúp đỡ cho cả điện nước và còn có nhà mới để ở nữa thì gia đình rất là mừng. Một lần nữa Yến xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.